Hiện Tiên xin chào quý bà cô chú đang quay trở lại với kênh của Hiện Tiên. Ngày mới là Tiên cũng xin chúc quý ông bà cô chú đang xem kênh của Hiện Tiên có một ngày tốt lành. Đừng quên đăng ký kênh cũng như là like để ủng hộ kênh của Hiện Tiên. Buổi sáng ông bà của chú Vũ Linh, cô chú anh chị. Ngọc quay cho ai sáng sớm à? Hả? Quay cho ai vậy? Làm kênh phải không? Vậy đưa cho ai? Gửi cho ai mà thấy ngày nào cũng quay nè. Cái này là không tin nổi luôn á. Ồ, bữa này là sáng hình như là chị Nhung vào sớm nè cô chú anh chị. Chị làm bên một của cô Hành Kim Huệ nè ha. Đó. Làm sớm lắm. Đó. Mộ của chú ha, mấy cái cây lẻ bàng này nó lên rất là tươi luôn á, cô chú anh chị. Là mấy cái con đó là nó không có ăn rồi đó. Hello con gái. Cũng chú trước con. Mèn ơi. Em hay mua 5 cái bánh ít lắm. Mua hết số 5 hơn. Thì thấy chú cũng hạp số 5 nên em cũng hay mua số 5. Bởi vì em lại mua số 6 nha. Đâu có mua số 6. Tại anh nghĩ em mua số 6 chứ em đâu. Ừ. Lạ là bây giờ mình đốt ngang cho chú trước thì làm gì vậy? Mình tái mình phải trình chú đúng không? Bởi quả báo ấy lòng lớn vô lượng vô biên lại thầy như thế này. Đó không phải của em đâu nha. Để anh đây nè, để hơn nó lại. Không, đây nè. Đây nè. Nó ướt không? Có cái túi không mà ông vòng qua này vòng qua kia. Đây anh Ngọc. Cái hiện tiền em có đồ đều không? Ghê không? Chuyện không? Làm gì? 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 Con lòng nhìn thấy chuyện đó. Làm gì? 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 Làm gì?
trên và nghệ sĩ ưu tú Vũ Minh Long đội danh quan trọng danh tâm giá sinh ngày 10 tháng 10 năm 1958 ngày 5 tháng 3 năm 2023 nhằm ngày 14 tháng 2 năm 1958 thì hôm nay còn thắp ba nén xuống đây còn mời chú Vũ Linh về dự tập thể hình đất và còn mời các chư vị trung ương và các chư vị là phụ huynh đầu tiên về dự tính ở mặt trăng về với vợ con trong đời ta như ta bị quốc vương qua bà là món hoa để làm như việc bỏ đi như thế là nếu lại có thể đêm mưa đứng đỡ ơi ước đã vô để đợi mong là nhìn mày đứng đỡ bao mẹ bằng Phật đã uống chỉ là những quả trời vàng bước trời đê đất vua chiếm lương này địa mà mơ ba vì đến mong chiếm hoa cho đất hả? Trẻo đâu? Ừ. Chứ anh nằm dẹt có một bên. Đấm cho nó mấy phát cái hết. Ra đây đấm cho ụp 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 cái hết. Đâu? Ta chỗ nào? Nãy phải không? Đây hả? Người thằng gái luôn. Đó, thấy được không? Mà nóng hẹn bây giờ mà nó nói chưa em đem vậy? Giờ mới thấy ha. Đây nè, mà nóng có hẹn trước mà mình mặc mà nó giống nhau hết á, gọi là ngày hay. Chứ hẹn là con chi nói hẹn gì nữa hả? Hay rồi. Hẹn là mất vui rồi đúng không? Ừ. Giấc mơ chỉ là giấc mơ. Nói chung cái lấy bạn này không ai phá được. Đôi khi là có bàn tay 5 ngón không có bàn tay có quá rồi chứ không có tôi nào mạnh được. Cái lấy bạn không ai thèm luôn. Bởi vậy nó mới còn. Chứ thèm là chắc nó hết chuyện. Ủa cái này qua mình đâu có đem vô phải không? Mình sẽ hên ta. Dạo này chắc nó thấy biết ở đây mộ chú là không có ăn rồi đó, nên nó không có tới đây. Tối nay anh đi không? Tối nay team mình đi ha. Tối nay team đi hết. Gần đây mà đúng không? Bên ké. Bên ké mình chỗ nào? Muốn biết địa điểm cụ thể chúc anh Nam lên. Bữa nay anh giao trà nè. Em đặt trà để pha cho chú.
là đâu cái nào kim từ lâu tháng kim chạy ra bị kim gì kim gì kim tiểu long nha kim giờ mấy làm gì má để đi nhắm sớm chơi tim mình mà hôn một người nữa bữa nay cùng sự kiện nữa qua thì bắt mặt nằm mấy gỡ dẹp em không nói sao biết được em à, cái gì mà bếp thương lứa vậy rồi sự kiện nó cũng hay bếp thương lứa có nhất cả hình thang này mà tổ chức lúc mấy giờ ta ở khi nào 5 giờ chiều xong cái mình quay ở dưới trước xong mình chạy về đây không khi nào mình ở dưới trước rồi mình chạy về đây mình quay ở đây luôn không ta Vậy mà sáng giá ngày 9 sáng vậy là chừng nào sang gần đầu Hoa Lư số Đinh Tiên Hoàng phường Đa Cao quận 1 quận 1 xa nha phải không nhất á chỗ phố đi bộ Biên Hòa á búp bê nhai ngay Nguyễn Từ Thiện nằm thứ hai xây dựng thân khá và bếp cơm ấm áp nghĩa tình phố đi bộ Biên Hòa còn có nghệ sĩ hải ngoại danh ca Thanh Hằng, nghệ sĩ diễn viên Thanh Ngọc, nghệ sĩ Thanh Sử, nghệ sĩ đạo diễn Dương Kim Phục, MC Quyền Minh, Voi Talent Hải Nam, Voi Talent Trần Thi, nhóm múa Phượng Hoàng. 17 giờ chiều. Ở khi nào mình xong? 17 giờ. Em đi giờ không có kịp. 6 7 đúng rồi sao kìa tại tự dưới đó chạy về đây cũng phải 2 tiếng mấy 2 tiếng nếu mà 5 giờ tan là em vẫn chạy kịp mà ý là 7 giờ em về đó đây cũng kịp tại vì ở đây là hát cơ tại lắm anh phải 9 giờ hoặc là 9:30 mới có mặt là có khả năng mình có thể chạy show được nha mình có thể chạy show được cả hai quay gây quỹ từ thiện là cũng ý nghĩa lắm á để tụi em suy nghĩ và sắp xếp nhưng mà nó buổi chiều mà chung là một cậu vắng không vắng thì cũng vậy à chứ tụi em cũng ở đây thôi ai đi ví dụ như là những khi em có sự kiện em đi thôi chứ em là lúc nào mà em sắp xếp được thời gian là em ở đây tại vì em nhà gần đây mà có ai ở nhà xa người ta phải ở trọ hay gì đó thì người ta còn quấy đi chỗ khác thì người ta sẽ khó quay lại đây lâu lâu mới quay lại còn em là cách mấy chục cây là tới đây về muốn ngồi đây được không tại sao anh đuổi em đi chuyện gì ủa em mắc thôi chứ em làm cái chuyện khác thôi có gì đâu anh anh lần qua đó rồi anh nói chung mẫu chú hay chứ cũng nhiều chuyện làm lắm anh không có thì em đi hấp hương thôi chứ gì đâu mà mắc chuyện làm anh nói kỳ quá nói gì mấy người tới sao ta không có gì ta làm nè cái dĩa ba tầng chưa lâu nè
có chuyện làm liền. Ừ, nghe giống tiếng Anh nói chuyện ta. Rồi bây giờ là đốt nhang. Trời ông lên trong nắng là của ông mà ông có người đó cho để tất cả từ thái hài cùng từ không với đất nghe đời sống. Chẳng qua chỉ riêng mình ông có chỉ người đó cũng có an nguyện của vua Pháp Thương Thế của chư thiên không có người đó. Tại sao lại đang ra về vẫn không hồi như thế theo cho về những người anh biết sẽ đến đường của địa bàn có ba và đông hơn về tốt đêm nay. Từ nhiệm từ lâu đã ra địa về có tại vì giờ mình đi đốt xung quanh á, mình đốt nhân dài chứ. Con cục để đốt này. Từ
Rồi thôi, cái video của Hiền Tiên đến đây kết thúc nha cô chú anh chị. Chúc cô chú anh chị đang xem kênh có một ngày tốt lành, đừng quên đăng ký kênh cũng như là like để Hiền Tiên luôn đồng hành với cô chú anh chị trong những cái video sau ha.